Mịt Thứ, bạn có biết 1 km đường giao thông tại Thứ Chính Rưỡi, xã Đông Thạnh, huyện An Minh thuộc tỉnh lộ 967, đoạn từ kênh Nguyễn Văn Kiếm, tên cũ là kênh Thằng Tây, đến cầu Mười Quang đã được mở rộng và nâng cấp, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đoạn phía trước Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh là phần mặt đường bê tông cốt thép và phần còn lại là mặt đường độ nhựa nóng. Đây là tuyến đường tỉnh lộ do tỉnh Kiên Giang đầu tư ngân sách sửa chữa và làm mới, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư.